Rồi chào tất cả anh em. Anh em thấy chỗ này đẹp không anh em? Cái hồ này khoảng đầu 5-6 năm về trước mình có vô một lần, nhưng mà lâu rồi không vô đây. Tính ra phải 5-6 năm rồi. Nay vô quay lại anh em thấy nó đẹp không? Nhìn ghiền luôn trời. Hồ này nghi có Google lắm anh em ơi. Hồ này mỗi lần mình với anh em mình vô mà có một cái video cách này cũng khá lâu rồi. Hai anh em vô đóng mười mấy con đây. Hôm nay mình câu cái hồ này hên hên dính con to anh em. Ok, hồ này có khả năng chống mốm được. Có bụi lắm. Chạy rồi. Đã ký vào đây rồi. Ôi trời. Ôi. 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 Cái cụ nó cứ liền nó trời. Ừ. Con này được rồi em. Đây. Ôi nó ơi. Cái ao này cái nước gì lạ vậy nè, nước gì nó đục như là nước cơm vậy trời. Nè, con cá nó cũng cái màu theo cái ao luôn nè. Trời, cái nó cuộn phát nước luôn. Nghi nghi chỗ cái cây chuối đó rồi, cái cây chuối này nó ngã ngã xuống cá nó ưa chui vô chỗ đó. Ok rồi, chiều có con chiều nói chung cũng ghiền ghiền đi anh em. Trời tối rồi mà nó ghiền ghiền đi đại. Có một con là vui rồi. Một con vỏ mới luôn. Bắt luôn cho nó vô miếng nước đi. Thank you.
trời. Tuyệt vời anh em ơi. Đây. Lâu lâu con nhảy lắc về quá. Móc vô mắt luôn, đóng vô mắt luôn. Đây. Nó chà bá luôn. Hugo luôn. Đây nè. À, lắc Hugo Shima nè, loại la lắc này nó bằng nhựa, dạng nhựa siêu bền, nó có bi bên trong. Đó, đã cho anh em. Ôi lâu quá không còn nhớ lắc. Sướng sướng đã chụp bôi hình đây, hấp dẫy hấp dẫy sướng. Ok, buổi chiều quá may mắn. Đây. Chiều nay không có miếng gió luôn nè. Bây giờ câu nhá hư mà không ăn, lấy nhá lắc ra đánh quất luôn. Con là làm phát về nó vậy vui. Rồi, về thôi anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video mình ngày hôm nay. Hôm nay được có 2 con thôi anh em, nhưng mà có 1 con cũng khá ha. Ok, bye bye anh em nha. Tranh thủ về chứ tối đến rồi.